đành sau chiều vậy. Đạo làm người phải có tử có sinh, thà nơi dù tử sinh số bởi thiên định. Cuộc đời ắt có sinh, đời có hoa, dành hôm nay mẹ về theo yêu cầu.
Sướng thế nhỉ. Hồn giặt thế. Lãnh đạo. Vũ không biết đâu. Thank you.
mình qua đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không ai giấu được gì. Ông bố với ông Hưng thì không giấu được đâu. Vâng. Chưa biết. Chưa qua nhà nhưng mà. Tại sao đào lên mà lại không qua cứ là thế gì bảo chết nó bảo cắt ý qua đây thôi mà à vâng bây giờ có đường đường trước là có đường biên này đường biên ơi đây này sắn người ta chưa sắn béo đây mình lên bốc đây ông Mía ông Mía bảo tao đạp đất mà đi đâu cái này là cái bờ ông Mía chỉ đạo rồi Mía chỉ đạo rồi Ông Mía là người quản lý khu này đi ngày xưa các cụ làm cỏ vất lên đúng nếu mà có cụ là vô danh chẳng có cho có thấy u u chứ có đúng không đây là cái bà u gì đâu từ một dãy này thì lắm cụ thế vẫn rồi vẫn rồi chối thoải mái nào đấy cắt chân trước đi thôi đây đó bao để cho cụ đỡ nhá ý nó cuối cùng mới mỏng chứ cái gì cũng biết mà chẳng biết cái gì bị thật bắt đây nó phải cho cái thằng đi bò đuôi nó tuyên điện cắp đất đi đào mới chuẩn còn thằng văn sinh chuyên rồi vẫn ngu cho cái thằng công lông mẹ tuyên đi đào trộm đất đấy thằng ấy đào cục đào luôn cơ đào nhanh lắm tí được xe ăn bọn ăn cắp bọn ăn cắp mình ăn cắp nhanh hơn là bọn trộm ở đây mình gần đây nha mỏng chứ to bản mỏng đi đâu mà vội đào mộ nhở chê cái ông gì nhở đào mộ đâu biết đắp ông chỉ đào thôi đắp cái đào chứ đào ta không được cái bắt cái gì đâu biết đẹp đi về đặt cái kia đào thế được rồi gì chứ anh đắp cái nít này đi cho đất vào nít này à đang mỏng chưa thấy kia à đang mỏng thế thì mỏng vợ chân xòe rồi
ngày cho gọn đi. Bây giờ tham ma không sợ gì không nào. Không. Ngoài này dùng hoa cắm quanh, đi cắm đây không có chỗ để đâu. Chiều cắm bia. Chiều ra. Chiều ra. 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 Ra.